Vâng, chào các bạn, mình là Vy Anh. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng và tạo cái landing page bằng tính năng là Tip Builder Content trên hệ thống iGroup Blog. Đầu tiên thì để sử dụng tính năng này, chúng ta cần phải bật cái tính năng này lên. Vậy bật tính năng này, thì chúng ta vào phần cài đặt ở góc bên phải phía trên màn hình này. Kích vào nút cài đặt và nhấn vào nút tính năng. Chúng ta tiếp tục kéo xuống dưới ạ, ở phần Tip Page Builder ở đây ạ. Nếu như bạn các bạn mà thấy cái nút này nó chuyển lên màu xanh rồi ấy, thì chứng tỏ là tính năng này đã được bật rồi. Còn nếu mà những các bạn mà thấy cái nút này nó vẫn còn màu xám, chúng ta bật tính năng này lên để bắt đầu sử dụng cái tính năng này. Đó, như này là được. Và để chúng ta tạo được cái trang landing page với cái phần mềm này ấy, chúng ta cần phải có một cái trang và chúng ta bắt đầu bước đầu tiên là chúng ta phải đi tạo một cái trang. Đó, và để tạo một cái trang chúng ta bắt đầu vào cái phần nội dung ở đây. Tiếp tục chúng ta nhấn vào thêm trang. Rồi. Mình sẽ nhập cái tên của cái landing page này ở đây, ví dụ là hướng dẫn làm landing page cùng iGroup Blog. Dạ, sau khi có tên rồi chúng ta sẽ bấm vào đăng bài viết. Rồi. Sau khi đăng bài viết xong, chúng ta để ý có một nút đó là chỉnh sửa với Trip Content Builder ở đây. Chúng ta kích vào đây để bắt đầu chỉnh sửa cái landing page của mình. Rồi, chúng ta tiếp tục click vào Trip Landing Page ở đây. Có hai mục đó là nhập landing page. Thì mục này để nhập những cái mẫu landing page mà chúng ta đã tải về từ trước. Tuy nhiên là chúng ta chưa có, chúng ta sẽ không chọn mục này mà chúng ta sẽ chọn cái mục là chọn landing page ở đây. Đó. Ở đây thì có những cái mẫu landing page nó có sẵn cho chúng ta. Chúng ta có thể chọn một cái mẫu landing page để theo người ta đã có sẵn rồi, hoặc là chúng ta có thể chọn một cái trang trắng đó là blank page ở đây. Như mình thì mình sẽ chọn một cái trang thiết kế sẵn đi. Đây, ví dụ như là trang này chẳng hạn. Chúng ta nhấn vào cái trang đó và kéo xuống dưới này. Có cái phần tải landing page ở đây. Rồi, như vậy là chúng ta đã bắt đầu vào cái giao diện chỉnh sửa landing page. Như các bạn ý là ở đây nó bao gồm những các khối. Ví dụ đây là khối hình ảnh, đây logo, do logo là khối hình ảnh. Đấy, đây là một cái khối soạn thảo. Đấy, đây là khối văn bản. Đây cũng là khối văn bản, đây là khối văn bản. Ở đây là khối sách, còn đây là một khối một cái form opt-in. Đó. Thì nguyên tắc là chúng ta cần chỉnh sửa phần nào thì chúng ta kích vào phần đó chúng ta chỉnh sửa. Ví dụ như là mình muốn chỉnh sửa cái dòng chữ này thì mình sẽ kích vào đây. Đó, thì nó sẽ như soạn thảo văn bản thông thường thôi. Ở dưới đây nó sẽ có một số những là căn lề này, cỡ chữ này, in đậm, nghiêng, gạch chân, kích thước hoặc là phông chữ. Đó, mình sẽ sửa đây nhá. Ví dụ như là chào mừng bạn đã đến với hướng dẫn làm landing page. Dạ. Tương tự ảnh ở đây mình cũng để chọn cái ảnh khác được. Bấm vào đây này, chúng ta sẽ có nhiều cái thông số khác nhau mà chúng ta có thể chỉnh sửa được. Như đây là màu mặc định này. Đó. Ở đây có căn lề này. Cái chiếc ảnh này. Để kéo này. Chúng ta có thể gắn cái link, chúng ta muốn cái link này, muốn cái ảnh này nó dẫn đi đâu, chúng ta có thể dẫn link đi đó. Đó. Để thay ảnh này chúng ta bấm vào thay đổi ảnh. Thứ hai là nhiều khi các bạn có nhiều muốn nhiều cái khối khác, chúng ta có thể chọn cái khối nó ở bên tay, có một cái bảng ở đây bên tay phải đây, thì mỗi khối thì nó đều một cái chức năng khác nhau. Cho nên thì mình chúng ta mua khối nào chúng ta chỉ cần kích vào chúng ta kéo vào trong cái trang soạn thảo chúng ta thôi. Đó, hiện tại mình sẽ giới thiệu qua từng cái khối một cho các bạn. Đây là khối văn bản rất là dễ đúng không ạ? Chúng ta có thể kéo, chúng ta chỉnh sửa văn bản đây.
Các bạn kéo ở đâu mà thấy cái nút cái thấy gạch màu xanh xanh ấy, tức là vị trí nó sẽ ở đó. Tụi kéo ở đây chẳng hạn. Đây thì ba cái khối này nó sẽ ở đây. Nếu mà chúng ta muốn nó ở bên này, chúng ta kéo ở đây. Bên này nó sẽ tự căn sang. Đó. Chúng ta sẽ sửa nội dung ở đây. Đấy. Nội dung à, văn bản. Rồi. Tiếp theo là mục nội dung. Nó sẽ tương tự như văn bản thôi. Chúng ta có thể bấm vào đây, soạn thảo trong này, cũng như là có thể thêm media hình ảnh trong này luôn. Tức là đây có thể là một, nó là một khối nội dung. Bấm lưu. Rồi. Tiếp theo là mục hình ảnh. Kéo vào đây. Bấm vào thêm media, chúng ta có thể tải ảnh lên. Đó. Mục hình ảnh này chúng ta có thể căn căn giữa này. Kích cỡ ảnh ở đây. Đó. Thứ tư đó là cái nút. Đó. Thì trong cái nút này chúng ta có thể chỉnh một số các, ở đây là các kiểu này. Kiểu 1, kiểu 2, rất là nhiều kiểu chúng ta lựa chọn. Kích cỡ. Đó. À, chúng ta có thể ghi có chỉnh cái chữ ở trên cái nút này chúng ta ở đây. Ví dụ như là bấm vào đây à, đăng ký. Và muốn là sau khi người ta bấm vào cái nút này nó sẽ dẫn đi đâu? Chúng ta paste cái link URL vào đây. Và nó chúng ta có muốn là nó mở ra cửa sổ mới hay không, chúng ta tích vào đây. Đó, ở đây là những cái căn lề. Ví dụ là em muốn căn cái này lên ở trên căn lên 60 chẳng hạn. Đó thì nó là cái khoảng cách rồi. Thế là 10. Đó, thì nó sẽ căn. Đấy. Thậm chí là mình có thể thay đổi ảnh và cái nút bằng bằng ảnh cũng được. Đây. À, tiếp theo là mục biểu tượng. Chúng ta có thể add những cái icon ở đây. Đó, hiện tại thì đang đang chúng ta đang có cái icon như thế này. Đây, đây là biểu tượng với nút thanh toán. Đó, chúng ta có thể căn lề này. À, có những cái nút nào chúng ta có thể tích bỏ đi. Mastercard, Visa, PayPal. Tiếp theo là tùy chỉnh HTML và tùy chỉnh CSS. Thì nhiều khi là chúng ta có những cái mã nó ở ngoài, chúng ta có thể thêm vào đây, ở đây thêm vào trong cái mục này, thêm vào đây. Tiếp theo là vùng chứa nội dung. Đôi khi là chúng ta muốn có một cái nội dung cái vùng nó riêng biệt, có thể nó có hình màu khác chẳng hạn, thì chúng ta sẽ thêm cái vùng ở đây. Thì trong cái vùng này chúng ta có thể thêm chẳng hạn, thêm nút vào trong cái vùng này cũng được này, hoặc là cho hình ảnh vào trong cái vùng này cũng được. Đây. Đó. Thì trong cái vùng này chúng ta sẽ soạn thảo riêng, nó khác tách biệt cái vùng bên ngoài. Ngoài ra cái vùng này chúng ta có thể chọn cỡ này. Đó. Khoảng cách lề như bình thường. Tiếp theo là vùng tiết lộ nội dung. Đó là cái phần chúng ta để nhập nội dung thôi. Đây là xếp hạng sao, tức là chúng ta muốn có một cái phần khách hàng người ta vào xem cái landing page mình, chúng ta có thể khách hàng có thể đánh giá. Đó, như vậy chúng ta sẽ xong cái phần đầu tiên, tức là các yếu tố nội dung đơn giản. Tiếp theo là các yếu tố đa dạng. Nội dung mẫu, tức là sau khi mà sau khi nhiều khi là chúng ta làm cái landing page xong ấy mà chúng ta muốn lưu lại cái mẫu đó thì nó sẽ hiện trong này, nhưng mà hiện tại thì mình chưa có này, nó sẽ không hiện trong này. Tiếp theo là bố cục cột. Thì đây nó có những cái bố cục mà chúng ta thể hiện chỉnh sửa sẵn trong cột. Ví dụ là mình chọn 13, 13, 13 chẳng hạn, nó sẽ gấp ra 3 cột. Đây, chúng ta sẽ chỉnh từng trong cái phần từng cái mục ở trong này. Tiếp theo là hộp nội dung. Đây, ở đây rất là nhiều kiểu. Có tiêu đề và không có tiêu đề. Có tiêu đề thì có 3 kiểu và không có tiêu đề thì có 3 kiểu. Có tiêu đề chẳng hạn. Đây, nhập nội dung gì đó ở đây. Lưu ý 1.
Đó. Đã nhập ở đây. Tiếp theo là ký hiệu ạ. Rồi. Chúng ta sẽ có một ký hiệu ở đây và một có mục nội dung ở dưới. Hộp số lượng ạ. Đây là một số những cái ví dụ là chúng ta muốn làm mà chúng ta có nhiều cái khung và chúng ta muốn đánh số thứ tự thì nó sẽ có ở đây. Ví dụ mình chỉnh đây là số 2 ạ. 3 tương tự ở dưới. 1. Đó. Tiếp theo nút chia sẻ mạng xã hội. Tùy chỉnh thiết kế này. Có hai mẫu. Đây, một là nút này, hai thiết kế mặc định. Rồi, cái này xấu quá, mình có thể xóa đi. Để xóa các bạn muốn xóa khối nào thì các bạn có thể bấm dấu X ở đây. Muốn copy thì chúng ta có thể bấm cái nút copy, có cái nút copy ở góc bên trái như thế này. Đó, trong này chúng ta có thể có rất là nhiều cái. Chúng ta có thể chỉnh. Chúng ta muốn chỉnh vào nào chúng ta bấm vào đó, tùy chỉnh mạng xã hội vậy. Đó. Chúng ta có thể bật thêm cái link kia hoặc là đây lên, nó sẽ hiện lên. Lưu. Rồi, xem ra nhỉ. Chúng ta phải thêm ID ở dưới nữa. Đó. Tiếp theo là nút chia sẻ trích dẫn này. Rồi. Dành cho Twitter. Đây sẽ kiểu. Đây là những cái kiểu mẫu ở đầu dòng thôi. Rất là nhiều kiểu. Chúng ta có thể nhập cái nội dung ở đây. Đó. Và tiếp tục là nút chia. Tức là chúng ta muốn đánh dấu một cái khoảng cách ở giữa các phần với nhau. Chúng ta có thể cho cái nút này vào. Đây, nó có một cái dấu gạch như thế này, mờ mờ đây. Đó. Bốn kiểu. Hay là ý kiến khách hàng. Ở trong landing page thì chúng ta có nhiều khi là có những cái minh chứng, tức là khách hàng nó người ta có những cái phản hồi, người ta có những ý kiến tốt. Chúng ta có thể thêm vào đây. Chúng ta có thể thay chọn ảnh ý kiến khách hàng ở đây. Đó. Khách hàng tên là gì? Sửa đây. Kỹ sư. Đấy. Và chúng ta có thể chỉnh cái lời nhận xét ở đây. Đấy, có rất là nhiều mẫu chúng ta có thể chọn. Thay là nút kêu gọi hành động. Call to action đúng không ạ? Đấy. Rất là nhiều kiểu. Mua ngay. Chỉnh ở đây, mua ngay. Đó. Tiếp theo là một cái hộp hoàn tiền. Đó, chúng ta muốn hoàn tiền không? 100% hoàn tiền. Rồi, tiếp theo đến mục các yếu tố nâng cao. Thế này, mục này chúng ta có thể thêm một cái menu ở trong này. Đó, hiện tại là menu chúng ta có thể tạo trong phần bài viết. Tiếp theo là bảng giá. Đây, nhiều bạn là chúng ta like page chúng ta để bán hàng thì chúng ta có thể sửa cái bảng giá trên này. Có tổng cộng là 5 cột cho chúng ta lựa chọn. Tab nội dung. Đó, có tab ngang và tab dọc. Thì trong mỗi phần này, trong cái mục này chúng ta có thể sửa này. Và trong mỗi cái mục ở dưới này chúng ta có thể kéo hình ảnh vào trong. Ví dụ là em muốn trong cái mục này. Đấy. Hình ảnh. Văn bản. Đây. Thì mỗi tab chúng ta sẽ có những cái nó khác nhau. Các bạn. Rồi. Tiếp theo là mục tính năng lưới. Rồi. Nó cũng tương tự như cái cột lúc nãy thôi.
Rồi, chúng ta khách hàng người ta kích vào đây mình ra. Bảng. Chứ là chúng ta muốn thêm một cái bảng nào đó bên ngoài vào. Cái yếu tố dữ liệu hiển trình nó sẽ chạy theo bao nhiêu phần trăm ở đây, chúng ta có thể cài. Cái dữ liệu này phần trăm là 50% nhỉ. Đấy thì nó sẽ chạy đến đây, nó có thanh dài này. Bộ đếm này. 5%. Truy cập. Đó. Tiếp theo là mã Google Maps, chúng ta có thể cho cái mã Google Maps ở trong này, trong phần chỉnh sửa này. Đây chúng ta có đồng hồ đếm ngược. Đó. Chúng ta tiếp tục cho có thể thêm video cái mục này. Đó, chúng ta có thể cho cái loại link video YouTube ở đây. Ngoài ra còn một số phần nữa đây, ẩn tiêu đề video, ẩn âm thanh video, ẩn logo. Đó. Đó, tiếp theo là phần mục lục. Tức là sau khi bấm vào đây nó sẽ ra cái phần nào đó. Ví dụ là form đăng ký. Thì tương tự như cái form ở bên Insta Builder thôi. Đó, chúng ta có rất là nhiều cái ở đây. Được xác nhận. Là trong trong cái phần chỉnh sửa các phần này thì nó sẽ có các phần nhỏ nữa hơn để chúng ta có thể sửa. Đó. Cái hình ảnh. Đó. À, vừa rồi thì em đã hướng dẫn qua cho anh chị tức là những cái thao tác và những một số những tính năng. Ở đây hiện tại còn các bình luận nữa đây. Facebook. Đó, hiện tại thì em hướng dẫn qua cho anh chị một số những cái tính năng và một số những cái công dụng của các khối cũng như là cách tạo landing page chúng ta. Và sau khi chúng ta đã làm xong cái landing page này rồi, chúng ta có thể bấm vào nút lưu thay đổi ở đây. Đó, thì cái landing page này nó đã xong rồi. Ngoài ra để anh chị có thể tìm kiếm được cái landing page này nó là cái landing page nào, chúng ta sẽ tìm ở trong cái phần là sửa trang. Đây. Nội dung và sửa trang. Đây. À đây. Đây chính là cái landing page của chúng ta. Và chúng ta cũng có thể chỉnh cái đường link landing page ở đây. Đó. À, và vừa rồi thì em đã hướng dẫn tất cả rồi. Và chúc anh chị có thể là có cho mình một cái landing page thật là đẹp và vừa ý và thật là nhiều khách hàng vào cái landing page của chúng ta. Cảm ơn anh chị đã xem cái bài hướng dẫn này.